Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay có một cái video cũ là em giới thiệu về cái cây Hồng Vĩnh Phúc. Thì là cái cây Hồng Vĩnh Phúc này là nó nở nhà anh trai của em mấy lần rồi. Ở trên thị trường rất là nhiều người biết đến cây này rồi. Nhưng mà về cơ bản ấy thì cái video này hôm em quay của anh ấy là vào năm nay. Nhưng mà về cái vấn đề là cái cây này ấy, thì là em chưa có nên là chỉ giới thiệu mọi người thôi. Em năm nay mới mua được kỳ thì có thể sang năm nó sẽ là nở hoa thì em sẽ quay video và giới thiệu cho mọi người sau. Thì em cũng kèm muốn nói kèm vào đây đó chính là cái việc mua những cái cây hồng này thì nó rất là khó, nên là tốt nhất là không nên mua những cái cây nở ói. Cứ mua cái cây nào nó nở này, nhiều bông này, nở căng này, thì chúng ta mới nhận định được nó là bông nào. Nếu không chúng ta sẽ bị nhầm từ cái cây hồng nọ sang cây hồng kia, bởi vì giá những cái cây này chênh nhau khá là nhiều. Nên mọi người cần cân nhắc trước khi mà đầu tư hoặc là mua một cái cây hồng. Những cái cây hồng mà nó thực sự mà chưa được đánh giá nhiều ấy thì mọi người nên chú ý. Nên chú ý rằng là nó có nhiều cây, có thể là năm cái trắng hoặc là hồng ấy, thì là bị tẩy hoa ấy, thì nó bằng một số cái dung dịch. Thì mọi người mua kia trên thân hoa nhưng mà về đã nở là thành tím rồi. Và nhiều cây chứ không phải chỉ một hai cây. Và một số cây rất là khủng khiếp thì cũng đã bị nở ra như vậy hết rồi. Thì mọi người chú ý là về cái vấn đề riêng về cái hồng ấy, mọi người nên chú ý cẩn thận. Còn nếu không thì mọi người cứ phải nở thật là nhiều bông như này và có một sự nhận định về cây, hoa, thân, lá và nguồn gốc. Cây này, cây Vĩnh Phúc này thì rất là nhiều người biết đến ở trên mạng xã hội rồi, nhưng nó vẫn còn khá là mới. Nó cũng không phải là cây có nhiều như là cái cây Hồng Yến Thủy đâu, ví dụ thế, hoặc là như Hồng Trời Đánh, ví dụ như là cái cây Hồng Trời Đánh, Hồng Thiên Lôi, Hồng 68 này hạn thế. Ba cái tên đấy là mọi người biết nó vẫn là một bông thôi. Nhưng khi mà em giới thiệu cái cây một bông của em ấy, nó không có mắt thì là nó là nở một bông mà. Hoặc ít bông, đại loại ít bông là sẽ rất là khó nói. Nên mọi người là nhận định một cái cây là phải được nở nhiều bông, nở căng. Nếu không anh chị sẽ bị mua vào những cái cây mà người ta có thể một là làm màu, hai là sử dụng những cái dung dịch hóa chất để làm cho cái màu mắt nó mờ đi, nó sẽ thành một cái biến thành một cái bông hồng. Nó có thể là hơi xấu hơn một tí thì mọi người sẽ nói là, có người người ta sẽ nói là cái việc là nở ói hoặc là nở không đúng vụ hoặc là do kích các thứ. Đại loại là do nhiều yếu tố ấy thì nó sẽ làm cái mới chẳng hạn thế, hoặc là nó khác đi một tí. Ví dụ Hồng Nguyên Thủy mà nó người ta nói thế thì nó sẽ rất là khác. Thì mọi người chưa nhận định được ấy thì tốt nhất là đừng có mua vội, bởi vì giá trị cây nó rất là nhiều tiền. Nên mọi người cần chú ý về tất cả các mặt, từ thân lá đến hoa thì mọi người cần chú ý và hạn chế những cái điều đó. Nếu mà mọi người cần thì cứ tư vấn thì liên hệ với em thì em sẽ tư vấn. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi em, kênh của em trong thời gian vừa qua. Em sẽ giới thiệu thêm về một số cái kinh nghiệm mới và những clip sau. Xin cảm ơn, xin chào tất cả mọi người.